Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập Base Timesheet. Và trước khi mà đi vào thiết lập ứng dụng này, tất cả các anh chị cần phải chuẩn bị một mẫu quy định tính công, bao gồm là nếu mà đi muộn thì sẽ bị trừ bao nhiêu công, về sớm thì sẽ bị trừ bao nhiêu công hoặc bao nhiêu tiền tại công ty của các anh chị. Còn để anh chị có thể dễ dàng theo dõi trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập quy định tính công tại Base. Quy định của Base như sau: nếu chúng tôi đi muộn từ 0 đến 15 phút thì chúng tôi sẽ bị trừ 50.000 cho một lần đi muộn. Nếu chúng tôi đi muộn từ 15 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì chúng tôi sẽ bị trừ 0,5 công cho ca đó. Và nếu mà chúng tôi đi muộn 1 tiếng trở lên thì ca ngày hôm đấy chúng tôi sẽ không được công. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập công thức vừa rồi lên trên hệ thống của Base Timesheet. Mời các anh chị truy cập vào phần mềm. Quy định của Base sẽ được mô tả trong file này. Đường dẫn của cái file này tôi có đính kèm ở dưới mô tả của video. Anh chị có thể click vô bên trong đây để có thể copy và tham khảo công thức cho doanh nghiệp của mình. Thì quy định của Base như sau. Ở công ty chúng tôi thì nếu mà chúng tôi đi muộn trong vòng từ 8 giờ đến 8 giờ 15 đúng không? Thì sẽ bị trừ là 50.000, là tính là một lần đi muộn và bị trừ 50.000. Tiếp theo là từ 15 phút, là 8 giờ 15 đến 1 tiếng đồng hồ là 9 giờ thì chúng tôi sẽ bị trừ 0,25 công cho cả ngày hôm đấy. Có nghĩa là mình có thể hiểu là nửa công của cái ga sáng. Và nếu mà chúng tôi đến công ty sau 9 giờ là đi muộn hơn 1 tiếng đồng hồ thì sáng ngày hôm đấy tôi sẽ bị trừ hết cái công của buổi sáng. Mình có thể hiểu là 0,5 công của cả ngày. Thì tại sao chúng ta cần phải mô hình hóa ra rõ ràng cái quy định của công ty và viết công thức lên trên hệ thống Base Timesheet? Bởi vì khi chúng ta đã viết công thức xong rồi thì mỗi một ngày người nhân viên đến công ty này, mỗi một ngày người nhân viên đến công ty thì từ dữ liệu chấm công của người nhân viên đó và từ dữ liệu check-in và check-out đấy, thì hệ thống sẽ tự động tính ra số công mà người nhân viên đó nhận được theo từng ngày, số phút mà người ta đi muộn theo từng ngày. Và nếu mà giả sử người ta đi muộn, đây này, trong trường hợp này là đi muộn quá 25 phút này, thì nó sẽ đã nằm trong khoảng này rồi. Quá 25 phút là nằm trong khoảng 8 giờ 25 là người ta sẽ bị trừ 0,25 công của ngày hôm đấy. Thì trong trường hợp này là chính xác là 0,75 công. Hoặc là một cái trường hợp khác đi, thì nếu mà không chấm công đúng không, hoặc là xin nghỉ không lương này, xin nghỉ không lương thì cái người đấy sẽ không có công ngày hôm đấy. Một trường hợp nữa là trong trường hợp này là người ta mới đi muộn có 11 phút thôi nên là người ta vẫn nhận được đủ một công của cả ngày, nhưng mà phần mềm sẽ ghi nhận là người ta sẽ bị khấu trừ. Ở đây bạn có thể thấy là đi muộn 11, đi muộn 6 phút này, đi muộn 13, đi muộn 13 thì trong tháng đấy nó tự động tính ra số khấu trừ là 4 lần đi muộn. Còn những lần đi muộn mà vượt quá 15 phút thì nó tự động chuyển sang là trừ công rồi. Thì đấy là công thức của Base. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị viết công thức theo quy định của Base để anh chị có thể hiểu về cơ chế của phần mềm. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào viết công thức. Đầu tiên, để chúng ta có thể thiết lập cái công thức trên Timesheet thì anh chị cần phải vào hrm.base.vn. Và trong video đầu tiên thì tôi đã hướng dẫn anh chị là tạo một cái lịch làm việc rồi. Thì để tạo được lịch làm việc thì anh chị cũng sẽ đưa chuột lên góc phải phía trên và tạo mới. Và mình sẽ liệt kê rõ tất cả các ca làm việc của mình trong một tuần. Ở đây tôi đã cài đặt sẵn rồi. Và ở đây có một cái lưu ý, đó là trong phần cài đặt thì ở dưới mỗi một cái ca làm việc nó sẽ có cái phần chọn ca. Thường thì khi mình mới sử dụng phần mềm thì ở đây nó sẽ là standard shift. Và anh chị sẽ cần quy ước là standard shift của anh chị là bao nhiêu công. Ví dụ như ở công ty là 1 công, hoặc là công ty là 2 công, hoặc là công ty là 0,5 công thì chúng ta sẽ cài đặt như sau. Giả sử công ty là đi làm buổi sáng là được 0,5 này, đi làm buổi chiều được 0,5 thì chúng ta sẽ cài đặt như sau. Anh chị sẽ quay trở lại. Có một lưu ý, đó là phần ca làm việc mà thường các doanh nghiệp sẽ bỏ qua, đó là ca làm việc này. Ở đây tôi đang định nghĩa là một ca làm việc là 0,5 công. Anh chị cũng có thể tạo ra rất là nhiều cái ca làm việc ở đây và định nghĩa cho nó là cái ca đấy thì sẽ được bao nhiêu công. Thường thì các công ty nếu mà không có sự thay đổi nhiều thì mình có thể lấy standard shift và quy đổi số điểm cho nó phù hợp với công ty của mình. Đó. Ví dụ trong trường hợp này tôi đang mô tả đó là mỗi ca đi làm, ca sáng hoặc ca chiều thì người đấy sẽ nhận được 0,5 công. Rồi, đấy là thao tác thứ nhất, chúng ta cần tạo ra lịch làm việc. Thao tác số 2 đó là chúng ta sẽ qua phần timesheet.base.vn, chúng ta chọn vào mục tùy chỉnh và chúng ta chọn workdays. Ở đây thì tôi sẽ viết công thức cho Hồ Chí Minh Office. Tôi sẽ vô phần tùy chỉnh công thức. Thường thì chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên. Đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa như thế nào là trễ. Trong trường hợp này, trễ có nghĩa là
Check-in có nghĩa là thời gian chúng ta chấm công lần đầu tiên so với thời gian bắt đầu ca là lớn hơn, thì như thế là trễ. Ở bên đây thì Bay Timesheet cho phép chúng ta tham khảo rất là nhiều cái biến để chúng ta có thể hình dung được là ý nghĩa của các biến này là gì. Anh chị ví dụ có thể nhìn ở đây, check-in, biến check-in có tên là thời gian check-in đầu tiên tính bằng giây đó. Hoặc là chúng ta có thể có biến là shift from, là cấu hình thời gian bắt đầu ca tính bằng giây. Trong trường hợp bài toán này đó là 8 giờ đó, có nghĩa là shift from là thời gian bắt đầu ca. Và tôi đang định nghĩa là nếu mà chấm công sau thời gian bắt đầu ca thì có nghĩa là trễ. Rồi sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới và lưu lại. Rồi sau khi lưu xong cột đấy rồi thì chúng ta tiếp tục làm thao tác tiếp theo, đó là viết cái cột tiếp theo là deduction. Như lúc nãy tôi còn chia sẻ, đó là công ty của tôi quy định là đi muộn từ 0 đến 15 phút thì sẽ bị trừ 50.000. Rồi thì chúng ta cũng sẽ vào phần deduction là phần khấu trừ. Tôi viết công thức này là nếu mà check-in lớn hơn thời gian bắt đầu ca, cũng là đi muộn rồi đấy, và nó không vượt quá 15 phút. Bởi vì ở đây chúng ta đang quy ước theo giây nên là tôi phải lấy 15 nhân 60 để ra số giây. Thì ở đây là nếu mà đi muộn nhưng mà không quá 15 phút thì sẽ tính là một lần đi muộn. Và cái lần đi muộn này nó sẽ được đổ qua payroll để tính ra khấu trừ, ví dụ như là số lần đi muộn nhân với 50.000. Đó, tương tự thì chúng ta làm xong, chúng ta cũng sẽ kéo xuống dưới và lưu lại ở đây. Ở đây sẽ có một nút lưu lại. Rồi, lưu lại. Sau đó thì anh chị sẽ viết công thức tiếp theo là shift point, là chúng ta sẽ định nghĩa là số công theo từng lần chấm công. Ở đây thì ban đầu sẽ không có những biến như thế này đâu. Ban đầu nó cũng sẽ trắng trơn ở đây. Anh chị đầu tiên cần thêm biến trung gian. Đầu tiên tôi sẽ định nghĩa là check out in time, có nghĩa là check out đúng giờ nghĩa là gì. Thì ở đây tôi đã làm sẵn công thức rồi. Check out in time có nghĩa là thời gian check out lớn hơn cái thời gian quy định của công ty. Giả sử như công ty quy định là 17:30 mà chúng ta check out lúc 17:31 thì có nghĩa là check out in time, là check out đúng giờ. Tôi định nghĩa khái niệm số 2, đó là một nửa công. Tại sao? Bởi vì ở đây chúng ta có cái khái niệm là nửa công này, 0.25 công của công đấy là một nửa công đấy. Tôi sẽ định nghĩa tiếp đây. Và tôi sẽ copy công thức này. Đây. Thì cái công thức này nói gì? Là nếu mà chúng ta chấm công trong khoảng 15 phút đến khoảng chưa vượt quá 60 phút, có nghĩa là chấm công trong khoảng này từ 8:15 đến 9 giờ. Thì về buổi chiều hoặc là buổi trưa chúng ta đi về đúng giờ nhé, thì chúng ta sẽ được trong trường hợp này là 0.25 công. Nhưng mà một công thức tổng quát hơn thì chúng ta có thể hiểu là cái công của ca đấy, của ca sáng nó sẽ là 0.5. Và nếu mà chúng ta đi muộn trong khoảng từ 15 đến 60 phút thì chúng ta chỉ nhận được 0.5 công của cái ca đấy thôi. Chúng ta sẽ có một biến tiêu chuẩn ở đây, nó là standard shift point. Tôi sẽ sửa lại công thức này cho nó chuẩn nhất có thể. Có nghĩa là nếu mà người đấy đi muộn trong khoảng từ 15 phút đến 60 phút thì họ chỉ được nửa công cái ca sáng thôi. Lại chỉ được nửa công cái ca sáng. Standard shift point này là gì? Là cái số công mà chúng ta lấy ở đây này. Đấy, người ta chỉ được 0.5 nhân 0.5 quy định ở đây thôi. Là chính xác là người ta chỉ nhận được 0.25. Đó. Và công thức, sau khi viết hai cái công thức trung gian ở đây trên thì chúng ta sẽ có một công thức ở dưới cuối cùng. Đó là nếu mà chúng ta check in trong vòng không vượt quá 15 phút và chúng ta về đúng giờ thì chúng ta sẽ nhận được đầy đủ standard shift point. Trong trường hợp này thì nếu mà sáng chúng ta đi làm không muộn quá 15 phút và chúng ta về đúng giờ thì chúng ta sẽ nhận được standard shift point, có nghĩa là nhận được chính xác là 0.5. Đó. Và tương tự là nếu mà buổi chiều chúng ta cũng đi làm đúng giờ và về đúng giờ thì chúng ta sẽ nhận được standard shift point, và tính tổng ra cả ngày thì chúng ta sẽ nhận được một công. Còn nếu không thì nó sẽ là một nửa công. Đây, và nó sẽ xét trường hợp ở trên và lấy 0.5 nhân với standard shift point. Có thể công thức ban đầu anh chị mới tiếp cận thì nó sẽ rất là khó hiểu, hoặc là nó sẽ khó để anh chị có thể hình dung. Tuy nhiên thì anh chị có thể copy hoàn toàn công thức này và thiết lập giống như tôi vừa làm vừa rồi. Và nó sẽ dựa vào thời gian bắt đầu ca, thời gian kết thúc ca, thời gian ra về, để nó có thể tự động tính ra được một cái bảng công giống như lúc đầu tôi đã chia sẻ ở đây. Bảng công. Có
công của tháng 6 vừa rồi. Ví dụ như thế này, nó có thể tự động tính ra đúng theo những quy ước của các anh chị. Và rồi vừa rồi, sau khi mà mình đã thiết lập xong rồi thì anh chị chú ý là mình bấm nút lưu lại ở đây. Đó, tổng quan lại thì chúng ta cần phải có một cái quy định tính công. Nếu mà công ty các anh chị chưa có thì các anh chị có thể áp dụng theo công thức ở đây. Và sau khi chúng ta đã có một cái quy định rồi thì chúng ta sẽ tạo một cái thời gian làm việc ở trên HRM. Đó, tạo một thời gian làm việc với từng ca cụ thể. Sau đó thì anh chị sẽ quy định là mỗi một ca làm việc sẽ là được bao nhiêu công. Trong trường hợp này tôi quy định là 0,5 công mỗi ca. Một ngày đi làm sẽ là được 1 công. Sau khi mà quy định xong rồi thì các anh chị sẽ qua bên phần timesheet.base.vn. Anh chị chọn tùy chỉnh, chọn workdays, chọn thời gian làm việc mình muốn viết công thức và mình tùy chỉnh công thức ở đây. Rồi anh chị có thể copy nguyên cái công thức mà tôi đã cài đặt sẵn và mình viết thôi. Mong rằng là với công thức vừa rồi và tất cả các biến mà ở bên đây, anh chị có thể sáng tạo và thiết lập được công thức phù hợp cho công ty của mình. Còn nếu mà chưa có thể nắm bắt được kỹ phần mềm này thì anh chị hoàn toàn có thể copy theo công thức mà tôi có mô tả ở dưới video này. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập một công thức tính công lên trên hệ thống của Base Timesheet. Trước khi chuyển sang video tiếp theo, anh chị có thể cùng nhau thực hành về cách thiết lập công thức tính công này. Và nếu mà anh chị quan tâm về các công thức tính công khác, anh chị có thể click vào cái đường dẫn ở dưới video này để có thể tìm hiểu về ngân hàng các công thức tính công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.